Chào các bạn, lại là mình đây, Adonai từ cuốn sách Cảm Linh. Hiện tại thì mình đang ngồi trên tàu và đang đợi tàu chuẩn bị rời bánh. Ngày hôm nay thì ở Bắc Âu trời khá là đẹp, trong xanh và một trong những ngày giống như là dễ chịu nhất của mùa thu, bởi vì thứ nhất là trời nó trong này, có ánh nắng này và nó không quá lạnh, và thậm chí là thành phố mình đang ở là gần biển, nhưng mà thật may mắn làm sao là ngày hôm nay lại không có gió biển thổi vào. Hôm nào mà có gió thì cực kỳ lạnh luôn. Với một ngày chớm thu đầy thơ mộng thế này thì mình sẽ đi tới một nơi nó rất là đặc biệt, nó khá là đặc biệt bởi vì mình đã phát hiện ra cái địa điểm này 5 năm về trước. 5 năm về trước khi mà mình đang dạo phố thơ thẩn ở trên phố ấy, thì xong rồi tự nhiên đi lạc vào trong một cái khu phố, một cái hẻm ở trên phố, và sau đó thì mình phát hiện ra được cái cửa hàng này. Đây không phải là lần đầu tiên mình ngồi trên con tàu này, cũng như không phải là lần đầu tiên mình đi trên cái tuyến đường này để vào trong trung tâm thành phố. Hôm nay thì mình tự nhắn nhủ với bản thân mình rằng là hãy đi tới cái địa điểm đó, hãy thăm thú cái địa điểm đó giống như là lần đầu tiên tới nơi đó vậy. Chỉ có khác một điều, đó là mình đã biết là mình nên sử dụng tuyến đường nào để đi. Wow, không khí nó rất là trong lành ý, mà trời nó chỉ se se lạnh thôi. Mình rất là thích cái se se lạnh mùa thu bởi vì nó nhắc mình nhớ tới cái phong khí lành lạnh ý, cái phong khí của gió mùa đông bắc ý, khi mà nó chớm tràn về Hà Nội. Những lúc như thế thì Hà Nội cũng có cái dạng không khí lạnh lạnh, mát mát giống như bây giờ, mà không khí nó rất là trong, nó dễ chịu, mà thở từ mũi ra cũng cảm thấy dễ chịu luôn. Và thi thoảng lắm thì mình mới đi ở trên đường thế này, mình mới ngắm người như thế này. Hàng ngày là đi giống như là suốt ngày chỉ nghĩ là đang đi đâu, và kiểu như là nếu mà đi làm thì nghĩ là mau mau tới được điểm xe buýt hoặc là mau mau tới được điểm metro để bắt xe mới cho nhanh vậy. Chủ đề của ngày hôm nay đó là tận hưởng và yêu cuộc sống. Cho nên là chúng ta có thời gian ở đây, chúng ta có không gian ở đây, vậy tại sao lại không ngắm? Hiện tại thì mình đã ngồi trên tram chứ mình không còn đi bộ nữa. Ý là ngồi trên tram là ngồi trên gì nhỉ? Ngồi trên xe điện. Ồ, bà nội mình hay kể là hồi xưa Hà Nội cũng có xe điện bờ hồ, nhưng mà mai này thì người ta thay đổi ý, người ta thay đổi đi cho nên là không còn xe điện bờ hồ nữa. Nhưng mà thú vị là ở phía trên này, ở Bắc Âu vẫn còn sử dụng xe điện và nó vẫn hoạt động rất là hài hòa với cả cuộc sống hàng ngày, chứ không bị quá là không bị đến nỗi giống như là tắc đường hay là cái xe ấy. Những ngày như thế này thật sự rất là muốn ra ngoài đường, nó khác hoàn toàn với cả mùa đông. Các bạn phải tưởng tượng nó là khoảng đôi khi vào mùa đông thì có thể là chúng ta chỉ nhìn thấy hai màu thôi, đó chính là màu trắng của tuyết và màu xám của bầu trời chiếu ánh mặt trời. Nhưng mà những hôm như hôm nay thì lại rất là dễ chịu, bởi vì nhìn xem ở đâu cũng có màu sắc. Trời nó mới ra thu ấy, cho nên là cây cũng chưa có rụng hết lá, trông rất là tươi tắn phải không? Ok, vậy là chúng ta chuẩn bị tới tiệm rồi đây. Cái biển chỉ dẫn vào tiệm nó ngay đây rồi này. Mình chiếu một chút cho các bạn nhìn xem đó là có cái gì ở cổng vào này. Ok, vậy là chúng ta cùng nhau vào bên trong nhá. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy ở trên tường là có, ở đây bán rất là nhiều sản phẩm. Ở trên tường kia là các cái bức họa rất là nổi tiếng ở trong bài Tarot. Còn xung quanh thì có bán các loại sách giống như là tâm lý học này, tâm linh này, các loại sách để tự chữa lành bản thân này, thiền định này, và sau đó nữa thì còn có thêm nhiều các sản phẩm khác, như là ở đây là có cái gọi là cái nó giống như là một cái dụng cụ để tạo ra âm thanh nhá, mình không nhớ nó tên của nó. Cái âm thanh này nó rất là gần với cả cái âm gọi là âm om. Cái âm này gọi là cái âm nguyên thủy á. Nó sẽ giúp cho linh hồn kiểu như là định lại được tâm trí.
kết nối, cái tần số của một con người nó sẽ được định lại để trở lại với các cái tần số của muốn ấy. Tiếp tới xung quanh đây thì có thêm gì nữa nào? Đó, ở đây thì cũng bán các cái bức tượng của Phật này, các cái, và đây bán rất là nhiều sách. Mình rất là thích cái nơi nó giống như thế này, vừa có thêm nhiều kiến thức mà lại còn vừa có cảm tưởng như là nó có cái phần một chút gọi là bí ẩn ý. Tức là trong tất cả các cái đồ vật ở trong này nó đều có chứa một cái sự bí ẩn của nó ấy, cần phải khám phá, nên khiến cho người ta giống như là muốn chạm vào này, muốn mở ra đọc để xem là bên trong có cái gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Out of line.